vài thập kỷ trở lại đây, ngành kinh tế thực phẩm có những bước tiến mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hay còn gọi là kinh tế trang trại. Việc hình thành các trang trại được xem là nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi hàng hóa. Những mô hình trang trại hiệu quả đó đã thúc đẩy sự phát triển của nông, lâm, ngư nghiệp. Khi chúng tôi đến, chị Đào Thị Thiện, chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm Sáng Thiện, thôn Quảng Hội, xã Quảng Tiến, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang phân loại nấm. Nào là nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm, nấm linh chi, nấm dược liệu, tất cả được chị đóng túi ni lông rồi cho vào tủ lạnh bảo quản. Nhìn người phụ nữ có nước da ngăm đen, bàn tay gân guốc trong bộ đồ lao động, không ai nghĩ chị là chủ một hợp tác xã nấm cho thu nhập một năm lên tới hàng tỷ đồng. Để có được những thành công như ngày hôm nay, chị đã phải bỏ mồ hôi công sức cũng như dốc hết tâm huyết vào công việc trồng nấm. Nghề trồng nấm ấy, thì của chúng tôi nó cũng rất có cái công việc là vất vả, là về phải thu hái cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà trong công việc ấy thì nó lại không như các cái việc khác. Cái việc giữ như là địa phương chúng tôi về cái nghề trồng nấm này, tạo việc làm với những lao động nhàn rỗi ở địa phương trong những lúc nông nhàn. Thế còn những cái việc khác thì những chị em ở trong lứa tuổi vẫn đi các cơ quan mà khu chế xuất được ấy, thì là có thể là đi vào khu chế xuất. Nhưng có nhiều cái chị em mà đã có tuổi rồi mà không có chỗ trồng nấm thì làm chỗ khác lại người ta lại không nhận. Thế nên thì chúng tôi đã tạo việc làm những lao động nhàn rỗi ở tại địa phương và những xã lân cận. Hơn nữa còn cung cấp một nguồn thực phẩm sạch đáng kể cho xã hội. Sinh ra và lớn lên tại thôn Quảng Hội, xã Quảng Tiến, Sóc Sơn, chị Đào Thị Thiện thấm thía hơn ai hết cuộc sống khốn khó, bấp bênh ở một miền quê nghèo. Ruộng đất bạc màu, người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không đủ sống. Làng không nghề phụ hỗ trợ, nhà ai cũng sơ xác. Trong khi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, gia đình chị đang loay hoay để kiếm ăn từng bữa vì chồng chị sau khi phục viên về, dường như sức khỏe không còn được như trước. Để hỗ trợ chị nhiều trong vấn đề tài chính, khó khăn chồng chất khó khăn. Cơ duyên gắn chị với nghiệp trồng nấm do một lần tình cờ xem TV có mô hình trồng nấm đạt hiệu quả kinh tế cao. Chị đã quyết định cùng chồng dành dụm số tiền ít ỏi là 2 triệu đồng gom góp được và làm đơn xin vay ngân hàng thêm 8 triệu đồng từ Quỹ Tình Thương Phụ Nữ Nghèo huyện Sóc Sơn để trồng nấm. Vốn ít, kiến thức về quy trình trồng, chăm sóc và bảo quản nấm có hạn, nhưng chị vẫn quyết tâm làm nghề với hy vọng cây nấm sẽ giúp gia đình chị thoát nghèo. Vậy là chị bắt tay vào công việc. Nói chung là cái nghề trồng nấm này thì nếu mà sản xuất nhiều thì mình lại phải chi phí nhiều. Chi phí nhiều thì nó mới có lợi nhuận cao, như thế. Thế còn lúc ban đầu thì gia đình tôi làm mô hình cá thể thì nó cũng chỉ có năm 2006 thì gia đình tôi chỉ có 10 triệu đồng thôi. Vốn tự có 2 triệu thôi. Còn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn được 8 triệu đồng là có 10 triệu lúc bây giờ thôi. Thế nhưng bây giờ là nhân lên khi đến 2010 thì chúng tôi đã thành lập hợp tác xã. Thì ban đầu hợp tác xã của tôi có 160 triệu nguồn vốn tự có. Và đến nay đã nhân thành hơn 3 tỷ mốt. Mới ban đầu hợp tác xã chúng tôi có 10 xã viên. Đến bây giờ đã có 28 xã viên trên 7 tỉnh. Cả gia đình hì hụi trồng, chăm sóc lứa nấm đầu tiên. Sau 3 tháng cho thu hoạch sản lượng thấp, chị Thiện vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, chị quyết định đi làm không công cho các trang trại nấm trong huyện để học hỏi kinh nghiệm và mua thêm sách về tự học. Không chỉ có vậy, chị còn tham khảo ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về nấm ở Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật, Viện Di truyền Hà Nội. Về cái chỗ nuôi trồng nấm ấy thì chúng tôi phải có kỹ thuật đòi hỏi cẩn thận hơn những cái nghề các nghề khác.
tại vì nấm là nó đòi hỏi cái công nghệ rất là sạch sẽ, cẩn thận. Trời không phụ lòng người phụ nữ đôn hậu và bản lĩnh. Sau 6 tháng trồng nấm, ngay mùa thu hoạch đầu tiên, chị lãi 40 triệu đồng. Thành công ban đầu khiến chị thêm niềm tin và quyết tâm gắn bó với nghề trồng nấm. Chị bàn với chồng tiếp tục vay tiền để mở rộng quy mô sản xuất nấm. Cứ mỗi năm, diện tích trồng nấm của gia đình chị lại tăng nhanh từ 250m², 400m², 650m², thu hoạch từ 17 đến 25 tấn nấm tươi các loại. Số tiền lãi giờ đã gấp 10 lần những ngày bỡ ngỡ làm ban đầu giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động. Nhận thấy nhu cầu phát triển nghề nấm cao, được sự tư vấn, hướng dẫn của Hội Nông dân và các ngành chuyên môn, chị Thiện thành lập hợp tác xã. Để thuyết phục bà con, chị xây dựng chi tiết về kế hoạch phát triển hợp tác xã, làm rõ lợi ích của xã viên. Kế hoạch của chị đã nhận được sự đồng tình của các xã viên, ủng hộ của Hội Nông dân và Ủy ban Nhân dân xã. Tháng 7 năm 2010, chị Thiện mạnh dạn tập hợp thêm 9 chị em trong làng đứng ra thành lập hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm Sáng Thiện với số vốn pháp định 1,5 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, từ chỗ chỉ có vài trăm mét vuông để sản xuất nấm, hợp tác xã Sáng Thiện đã xây dựng được 24 lán trại trên diện tích 5.300 m2, mỗi năm cho thu hoạch từ 75 đến 77 tấn nấm tươi, thu lãi từ 800 đến 850 triệu đồng. Từ chỗ chỉ cung cấp nấm cho các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn huyện, sản phẩm nấm tươi của hợp tác xã Sáng Thiện có mặt tại hệ thống chợ, siêu thị lớn tại trung tâm Hà Nội. Một ngày làm việc của chị Thiện kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ ngoài trại nấm. Không chỉ tạo ra việc làm thường xuyên cho 15 xã viên, hợp tác xã Sáng Thiện do chị làm chủ nhiệm còn góp phần tăng thu nhập cho khoảng 60 lao động chính và thời vụ với mức lương từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Tôi đây cũng làm cho nhà cô Thiện, thì năm nay được 3 năm rồi chị. Thì chúng tôi là cũng cải thiện đời sống, cũng bình khá giả hơn mỗi năm trước nhỉ. Và cô cũng đã đào tạo công ăn việc làm cho chị em tôi quanh xóm về nhà quanh đây gần với cô chị ạ. Thế thì cô cũng đào tạo và cải thiện các thứ tiền nong, thì hàng tháng cô cũng trả cho em chúng tôi đầy đủ. Và cô cũng hướng dẫn chị em chúng tôi làm. Cũng năng suất và cũng bình thường nó cũng cao lên, lúc nào cũng đạt được hậu quả, không mấy khi là bị thất lạc những cái gì hết, lúc nào cũng lấm các thứ của cô ở trang trại cũng năng suất nhất các những nhà quanh chỗ cô làm đấy. Thành công của hợp tác xã nấm Sáng Thiện chính là hướng đến sản phẩm an toàn. Hợp tác xã luôn chú trọng từ khâu trồng đến thu hoạch, bảo quản đảm bảo các tiêu chí ngon, sạch và an toàn. Giờ đây, sau 8 năm gắn bó với nghề trồng nấm, chị đã có cho mình một vốn kiến thức, kinh nghiệm mà không phải người trồng nấm nào cũng có được. Mở các lớp chuyển giao công nghệ, dạy nghề cho những ai có nhu cầu học trồng nấm, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống. Đi lên từ cái nghèo đói, gắn bó với tên Thiện nên cái tâm của chị cũng luôn hướng thiện, với phương châm lá lành đùm lá rách. Hàng năm chị trích 20 triệu đồng để ủng hộ quỹ từ thiện, ủng hộ các cháu bị tàn tật, trẻ nhiễm chất độc màu da cam, giúp đỡ, động viên những người kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Giai đoạn 2014-2015, hợp tác xã gồm 25 thành viên ở 5 tỉnh thành, quy mô lán trại là 11.400m², sản lượng nấm các loại đạt 75 đến 77 tấn một năm. Doanh thu 3,170 tỷ đồng, trừ các chi phí, số tiền lãi thu được là 750 đến 800 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được về doanh thu cũng như phát triển hệ thống trang trại, chị cũng đạt được rất nhiều thành tích như năm 2011, chị được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sáng tạo, nhận giấy khen, bằng khen của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Năm 2012, chị Thiện vinh dự được nhận cúp vàng, thương hiệu truyền thống và báu vật gia truyền do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao tặng. Năm 2013, chị là đại diện duy nhất của Hà Nội có tên trong danh sách 62 cá nhân được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng.
Nói chung là cũng từ cái mô hình trồng nấm này cũng giúp cho các trẻ em ở địa phương những lúc lông nhàn ấy thì tăng thêm thu nhập cho các công nhân, và cũng một số các chị em có đã nghỉ hưu ở các khu vực lân cận này mà về bên bộ quân đội ấy. Thế nhưng lúc lông nhàn các chị em cũng về để làm thêm, để thu nhập thêm. Từ mô hình trồng nấm của chị, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển sang làm kinh tế từ cây nấm. Chỉ tính riêng trong xã, chị đã giúp đỡ 175 gia đình xây dựng mô hình trồng nấm và nhận bao tiêu sản phẩm cho 60 gia đình khác. Nhờ vậy, không ít hộ có thu nhập cả 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2009, mô hình trồng nấm của chị được thành phố Hà Nội chọn làm mô hình điểm. Hàng năm, chị đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan và học hỏi.